Vâng, mình chào tất cả các cô chú và anh chị đã quay trở lại với channel của em. Ngày hôm nay là vào ngày 28 Tết thì bên anh em tụi em tiến hành triển khai bàn giao chiếc xe đúng như hứa trước Tết cho một anh trai ở Bình Phước. Và bây giờ tụi em đã làm xong chiếc Kia Sedan này, anh trai đã chốt cọc cho em. Và bây giờ tiếp tục cuộc hành trình của anh em tụi em tiến hành giao trong buổi tối ngày hôm nay. Đây, xe thì bọn em cũng có làm clip cho anh trai rồi, hôm nay em nó đã hoàn thiện và đẹp lên kem. Kia C5 con này sản xuất đời 2000 nha quý anh chị. Anh trai có mua bên em và anh trai bỏ một ít tiền ra cho tụi em dọn. Và bây giờ mời tất cả các cô chú và anh chị cùng theo em tiến thẳng về một cuộc hành trình Kia C5, tiến thẳng về Bình Phước. Vâng, hiện tại thì bây giờ con xe Kia CD5 này em đang có mặt tại huyện Đồ Ai, xã Malugui. Em đi đường tắt này qua và em đổ xăng và áp tải công vụ của chiếc xe Mazda 626 này để bàn giao về Bình Phước cho anh Thông nha. Và mời tất cả các cô chú và anh chị cùng theo em ngắm một khúc cảnh và tham quan cuộc hành trình em bàn giao chiếc Kia CD5 này về tỉnh Bình Phước cho anh trai. Vâng, xin mời anh chị theo em ngắm cảnh nha. Ôi quá xui cả nhà ơi, tiền hết tình tan mà dép tàn, xe xịt lốp. Em trai em nó đang thay lớp xe. Review một khúc cho cả nhà cùng tham khảo ha. Đây là khu vực dốc năm cây, chỗ này hồi đó là đèo núi bị đầy nở nha. Lại bị gái chọc nữa. Khổ ghê luôn. Anh đang vá bỏ xe mà chích bà đây, gái đi ngang hello nữa. Chỗ này là khu vực hồi đó bị sạt núi lở nào quý anh chị. Lở đường chứ không phải lở núi. Đó, và ở đây là sạt lở rất là ghê. Đó, bên kia người ta đang bè lại. Nhìn xa xa khung cảnh rất là thơ mộng. Đây, chiếc Kia CD5 này em đang bàn giao về cho Bình Phước cho anh trai. Thì hiện tại giờ điện thoại em nó bị mất sóng liên lạc, nãy giờ em thấy tin nhắn khách hàng gọi em rất là nhiều mà nhân khu vực đây là sóng nó bị mất, hiện tại đang bị lủng lấp, tụi em đang khắc phục sự cố. Và con xe hồng này cũng đang nằm chờ đợi một chút xíu là tụi em chuẩn bị lên đường. Một khung cảnh review ở đây thì rất đẹp anh chị, đường núi chập chờn đẹp ghê luôn á. Trên kia còn chị đây, ở trên kia mà cái vòng cung sườn đó, mà nếu mà đứng được ở trên đó mà quay xuống thì tuyệt đẹp lắm, đẹp cực kỳ. Quá mệt rồi, tổng cục tiền thì lại tiếp tục cuộc hành trình thôi quý anh chị. Tiền hết tình tan, dép tàn, xe xịt lốp, quá khổ cho một cuộc tình. Với anh chị là hôm nay em thật sự em cũng đuối lắm, mà em rất mệt, đi mấy ngày mà anh chị nghĩ có 2 ngày thôi mà em tính ra nếu mà bào con xe hồng này là cả hơn 1000 cây số rồi đó anh chị. Nha Trang hoành phải qua 320, hoành vô thêm 320 nữa, giờ về bên Bình Phước này cũng 200 cây nữa, là hơn 1000 cây số đi về, quá đuối. Một khúc khu vực chuẩn bị ra đáp ra huyện Thống Nhất, em cố tranh thủ em bàn giao chiếc xe này về trong tối ngày hôm nay phải có mặt ở Bình Phước cho anh trai. Và tụi em cũng quanh đầu về luôn. Vâng, hiện tại thì bây giờ tụi em đang có mặt tại cái gì
ấp 3 Nghĩa Trung, Bù Đăng, Bình Phước nha quý anh chị. Thật sự với anh chị sáng giờ mai hai anh em mới được ăn, bây giờ là tầm cỡ 3 giờ mấy rồi anh chị, thì tối bụng quá mới vừa bán bánh xe xong chạy ra tới ngoài quốc lộ, cách suối ngang còn có 50 mấy cây à, mới được ăn anh chị. Bây giờ tụi em tiếp tục cuộc hành trình còn khoảng cỡ 90 cây số nữa là tới nhà chủ nhân của chiếc Kia CD5 này. Vâng, mời anh chị theo em cùng một cuộc hành trình tiếp theo nhé. Tối quá mà ăn không nổi luôn. Khúc cung đường của Đồng Xoài nha quý anh chị. Kịp sạc dự phòng luôn quý anh chị, cầm sạc dự phòng đi 2 ngày rồi từ Nha Trang về, một cái là em quay đầu luôn là không có kịp sạc nên điện thoại thì pin nó cũng hơi bị hạn chế rồi. Wow, giờ đường đẹp rồi. Thằng này đi quẹo không biết. Đây là khu vực của Hớn Quảng nha quý anh chị, một buổi chiều. Con đường thì mấy ngày này thì anh chị cũng bận bịu sum họp gia đình, dọn dẹp nhà cửa thì chắc cũng ít ai ra đường, có trong mùa đang cũng dịch như vậy nữa thì cũng vắng lắm anh chị ạ. À, đây là Tân Khai, em nằm ở khu vực Tân Khai. Ba trăm mét nữa sẽ phải vào quốc lộ 13. Lộc Minh 45 cây, Tân Hiệp 8 cây, đây là quốc lộ 13 anh chị. Đèn xanh đèn đỏ,
Vâng, hiện tại thì em đang có mặt tại Hưng Quảng và đi kiếm một chỗ để rửa xe. Thì có mỗi một chỗ này thôi nè quý anh chị, nhưng người ta không có rửa nữa tại vì buổi chiều rồi. Người ta nghỉ rồi, người ta chỉ còn có máy xe thôi. Thôi bây giờ em cũng ráng tụi em tiếp tục một cuộc trình để thẳng tiến về lại cho khách hàng trong buổi tối ngày hôm nay nha quý anh chị. Đó, chỗ này chiều người ta nghỉ rồi, người ta không có nhận xe nữa. Thôi mời anh chị theo em tiếp tục, còn có hơn 10 cây số nữa thôi anh chị. Mùa này lá rụng hết rồi. Rồi cuộc hành trình của em sắp kết thúc. 1000 cây số. Qua bên này cây mới có lá nhiều nè quý anh chị. Đó, lá quá trời mát ơi là mát luôn. Lúc này thì rất là yên tĩnh. Vâng, hiện tại thì bây giờ cũng đã là soạn tối thì em cũng đã bàn giao xong chiếc xe Kia Ceed5 này về cho anh trai ở bên Bình Phước nha quý anh chị. Thì đây, chỗ này thì nó rất là tối tại vì tụi em xuất phát từ hồi trưa thì em đi nó cũng rất là mệt và đường xá thì nó cũng hơi xa xôi, lặn lội cũng mấy trăm cây, đã bàn giao về cho anh trai tận nhà luôn nha quý anh chị. Và đồng hành theo em là cùng chiếc Mazda 626, chiếc Mazda huyền thoại, chiếc Mazda màu nam tính này anh chị nha. Đó anh chị thấy không, lặn lội hôm qua giờ theo em tính ra là con xe này vượt với em bây giờ hoành đầu về lại thành phố Bảo Lộc là hơn 1000 cây số nha anh chị. Ngày 27-28 là tụi em đi hơn 1000 cây số chiếc Mazda 626 này. Đó, một chiếc xe thì với số tiền nó chỉ là vài chục triệu thôi, 40 mấy triệu thôi. Con xe này em bán chính xác là 48 triệu nha quý anh chị. Nhưng vẫn lặn lội đường xa xôi theo em trên tùng cung đường mới có 2 ngày thôi, giờ chạy hơn 1000 cây số.
Thực sự anh chị là mấy hôm nay tụi em đi cũng rất là mệt. Và bây giờ tụi em bàn giao xong chiếc xe Kia Sedan kia cho anh trai, thì tụi em sẽ tiến hành quành đầu về chiếc xe này. Đó anh chị thấy con xe này thì chắc anh chị nào theo dõi kênh em thì anh chị cũng biết là mấy ngày hôm nay em đi cũng là rất là nhiều, 1000 cây số. Và đây là một cái khuôn viên của khách hàng nhà, thì tụi em cũng vừa tiến hành giao dịch xong. Thì cũng như mọi thường lệ thì con xe này anh trai cũng đã lên trên mạng, anh cũng đã chốt cọc em con xe này và tụi em cũng bàn giao xong, và ảnh giấy tờ thì em đã bàn giao xong cho anh chị hơn. Còn bên kênh của em thì ít khi em quay khách hàng lắm thì anh chị cũng biết rồi. Ở em cũng cảm ơn anh, thì trong cái dịp Tết này những cái gì mà nó sai suất anh Thông, thì con xe thì nó cũng có 1-2 cái điểm như lúc bọc biết rồi lại nó không được như ý thì anh cũng thông cảm bỏ qua, tại vì nó cũng cần kệ những cái ngày Tết á. Thì nói chung có 1-2 khuyết điểm thì nó cũng không được như ý, thì cái đó mấy cái sau này anh rảnh rỗi anh chị đã giúp em cái. Còn những máy móc thì con số hay là ba cái máy lạnh nó liếc đồ đồng sơn xin nó đẹp rồi, đăng kiểm em làm cho anh rồi. Thôi, còn chắc là em xin phép em rút, thì năm mới chúc anh gia đình tấn tài tấn lộc tấn bình an, ăn Tết vui vẻ nha anh trai nha. Dạ, cũng thay chúc hai anh và cho năm mới mạnh khỏe, làm ăn phát tài phát đạt, đi đường thường lộ bình an. Dạ rồi, cảm ơn anh trai nhiều nha. Rồi, chào em. Dạ, cảm ơn anh nha. Thì bây giờ tụi em đang quành đầu về lại trong đêm ngày hôm nay luôn nha. Đói bụng rồi, giờ mình ăn cơm tại xã Nha Bích. Tập trung là chú anh chị nào thích sở hữu chiếc Mazda 626 sản xuất năm 1979 này với giá thành 48 triệu, và cô chú anh chị nào theo dõi kênh của em thì biết con xe này em đã bào bao nhiêu cây số rồi, thì hơn 1000 cây rồi, từ ngày 27 Tết tới bây giờ, hôm nay là ngày tối ngày 28 Tết, thì anh chị cứ alo cho em nhé.